Em xin chào các bác nhé. Trong video này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 0868825909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác nào có dịp thì qua vườn của em xem cây các bác nhé. Các bác vui lòng liên hệ trước trong khoảng một vài tiếng, nhiều khi là em không có ở vườn này. Hôm nay thì em có các mặt hàng địa lan và lan hài như mọi phiên này các bác nhé. Giới thiệu các bác cái địa lan đầu tiên là cây hồng thần hà các bác nhé. Hồng thần hà này thì em đã cắt hết hoa rồi, hoa cánh sen, màu hồng đào rất là đẹp, 300.000 một thân các bác nhé. Ví dụ như cái thân một thân này, một mầm như này cũng là 300.000 này, đóng cả chậu gửi này. Đây, đây có cái thân đơn này, đây, 300.000, 300.000 một chậu thân đơn như này. Còn những chậu ba thân như này, đấy ba thân một mầm này là 900 các bác nhé. Chậu bốn thân này, chậu bốn thân này thì là 2 triệu này. Đây. Hồng thần hà cánh sen các bác nhé. Đấy là địa lan hồng thần hà giới thiệu các bác. Đây. Dương minh cẩm là cây có nguồn gốc ở Đài Loan, hoa màu đỏ các bác nhé. 250 một thân. Những chậu ba thân một mầm như này là 750 này. Bác nào lấy hai thân thì em tách ra là 500 các bác nhé. Đây. Tách ra gửi các bác này. Dương minh cẩm đào cơ 150 một thân, chậu hai thân như này thì là 300 các bác nhé. Đóng cả chậu gửi này, những cái chậu nhựa mà màu đỏ như này em sẽ đóng cả chậu gửi hết nhé. Đây là mặt hoa của đào cơ rồi. Đây. Nó đang lên hoa rất là rực đẹp luôn này. Màu hồng đào như này. Đây. Cái loại này thì thân lá nó rất là đẹp này, lá nó dày vặn, côn ngắn và dạng thân củ ở dưới này. Một loại này, giống lan đáng để sưu tầm, đào cơ các bác nhé. Này là thanh trường cổ này. Thanh trường này là 2 triệu một thân, chậu này là 4 triệu các bác nhé. Phú quý hồng mai. Phú quý hồng mai 300.000 một thân. Tách chậu gửi. Địa lan phú quý hồng mai. Triều châu tố hà 400.000 một thân. Chậu này 3 thân thì là 3 thân một mầm thì là 2 triệu các bác nhé. Trần mộng cổ này, giống địa lan truyền thống này. Trần mộng cổ là 250 một thân các bác nhé. Đi đơn từ 2 thân này. Tuy nhiên bác nào lấy một thân thì em vẫn tách cho, nhưng một thân thì nó sẽ yếu cây hơn. Nhưng mà cái thân của em, cái cây của em, cái cây nó lực nó khỏe nên là trồng một thân vẫn là ok đấy. 250 một thân các bác nhé. Trần mộng cổ. Đây lá to này, đẹp này. Trần mộng cổ thì nó ra hoa một hai mùa hoa vào thời điểm Tết và thời điểm mùa đông. Thời điểm Tết thì nó hoa sẽ đỏ hơn. Đấy, dịp Tết vừa rồi là em trồng cái trần mộng, em gửi các bác hoa rất là đỏ, cần hoa cao đến cả mét, độ 2-30 bông hoa trên một cần hoa các bác nhé. Bạch ngọc chân hương này, dòng mài hoa thu các bác nhé. Chân hương là 100.000 một thân, chậu này 5 thân 2 mầm là 500.000 các bác nhé. Bạch ngọc chân hương này. Thanh ngọc này, chậu thanh ngọc này 100.000 một thân các bác nhé, 100.000 một thân địa lan thanh ngọc này, đóng cả chậu gửi này. Địa lan xuân hè Sơn La này, khóm to này là 500 nhé, 4 thân một mầm to này, còn là 2 thân 1-2 mầm như này là 380 này, cái khóm này cũng 380 này, 3 thân một mầm này. Có một thân một mầm như này là 180 các bác nhé, đóng cả chậu gửi. Khóm này cũng 180 này, hai thân này. Khóm này 150, đóng cả chậu gửi. Cái chậu sứ này thì nhổ chậu gửi, còn cái này thì đóng cả chậu gửi này. Cái chậu nhựa này đóng cả chậu gửi. Tiểu kiều nhé, tiểu kiều là chậu này 220 này.
5 6 7 thân một mầm này, 220 này. Đây. Tiểu kiều các bác nhá. Tiểu kiều nó rất là dễ sống. Mạc biên này, mạc biên này, 150 này, 3 thân này. Chậu này này. Mạc biên này, mạc biên tàu nhá các bác nhá. Chậu 2 thân thì là 100.000 đây. Xích ngọc lai bạc lan 150 một thân. Hai thân bé và một thân to này, một mầm này thì em để giá hai thân là 300.000 đóng vào chậu gửi. Xích ngọc lai bạc lan. Đại mạc nhé, đại mạc tàu nhé, 50.000 một thân, chậu hai thân là 100.000 này. Đại mạc. Địa lan Caran hoa trắng này 150.000 một chậu này. Đồ chậu gửi cây các nhá. Caran hoa trắng thì thân nó dài ngoằng như này cơ. Này. Hoàng điệp này, chậu hai thân thì là 950 các bác nhá. Tách chậu gửi nhổ cây gửi. Cứ 450 một thân này. Hoàng điệp, thợ dạng thân to nhá. Đại mạc này. Đại mạc này em thuần rồi thì là 101 một thân này. Cái cả chậu là 650 cho chậu 5 thân như này. Tứ thời truyền thống nhá. Tứ thời cổ này. Dòng này thì 50.000 một thân, cái chậu này 4 thân là 200.000 này, đóng vào chậu gửi này. Đấy, đang lên mầm ác lắm này. Chậu này 6 thân này. Đây một củ của nó ra lên mầm khủng khiếp luôn. Cái này đẻ rất là nhanh các bác nhá. Hoa to thơm và đẹp này. Màu ánh hồng. Chậu này 5 thân là 250 này, chậu này 6 thân là 300 này. Tứ thời. Châu đăng hoa này 108 này. Chậu châu này 220 này. Hai chậu cát này, chậu này 108 này, chậu này 250 này. Cát to. Đấy. Bụi trúc đen này, to được khổng lồ này. Bụi trúc đen này thì em để giá là 850.000 bao ship nhé các bác nhá. Nhổ cái khúc gỗ để gửi. Mấy cây đông lan này. Mấy cây đông lan này, này. Cái này thì mỗi chậu em để giá là 180 các bác nhá, 180 nhá. Đây. Đây. Đông lan đóng vào chậu gửi. Đông lan. Đông lan cũng thuộc giống địa lan truyền thống các bác nhá. Tố tâm hoa thu này. Bạch ngọc tố tâm 100.000 một thân này. Đi đơn từ 2 thân các bác nhá, là 200.000 này. Lấy cả chậu này là 1.5 triệu này. Đại hoàng cánh thủy tiên này. Đại hoàng cánh thủy tiên thì chậu này là 15 triệu nhá, 5 thân, một thân già nữa. Tính ra là 6 thân nhưng mà tính 5 thân thôi, một thân già, 5 thân cũng một thân già các bác nhá. 15 triệu. Lá to bản đẹp lắm. Đây hoa của đại hoàng cánh thủy tiên đây, đây. Mạc xuân rừng này, mạc xuân rừng này là 300.000 các bác nhá. Nhổ chậu gửi cây. Cái bộ lá to võng đẹp. Mạc xuân rừng. Địa lan mạc thu này, 100.000 một chậu như này này, nhổ chậu gửi này. Mạc thu này. Chậu to phía sau là chậu to vẫn đang có hoa này, đây. Là 150.000 các bác nhá, nhổ chậu gửi. Tứ thời lá to 150.000 một chậu. Một chậu gửi. Đây có hai khúc vảy rắn này. Đấy, hai khúc vảy rắn vừa tròn xinh đẹp luôn. 180.000 hai khúc này các bác nhé. Vảy rắn. Tứ thời lá nhỏ 150.000 một chậu. Một chậu gửi cây. Kiếm ra giá hoa xanh 150.000 một chậu. Đóng chậu. Cả chậu gửi. Chun lan này. Hàng thuần rồi 250.000 một chậu. Đóng ở chậu gửi. Xích ngọc thường này. 380 một chậu này. Đóng ở chậu gửi này. Xích ngọc trắng đột biến này. Cái này hàng rừng nhá. Hai thân hai mầm này. 400.000 này. Cây đang rễ khỏe lắm này. Đây. Dòng này dễ sống. Bạch ngọc kim biên là chậu này 250 này. Bạch ngọc kim biên. Nó có biên ở phía đằng này thôi, đằng rìa lá thôi, đấy, kim biên này. Đấy, phía đằng này biên của nó sẽ mờ hơn, đấy, bạch ngọc kim biên. Lalulum Hà Giang. 100.000 một chậu các bác nhé. Đóng là chậu gửi. Caran hoa xanh ấy, 200.000 một chậu.
nhổ chậu gửi cây. Đây ca lan màu xanh 200.000 một chậu, nhổ chậu gửi cây này. Địa lan hạ lan yên tử này, đây là tứ thời tây yên tử đấy. 160.000 một chậu như này các bác nhé. Quy cách từ 2 đến 3 khóm này, nhổ chậu gửi. Còn những khóm to này là 250 nhá, nhổ chậu gửi các bác nhé. Địa lan hạ lan yên tử. Khóm Thanh Vũ này, Thanh Vũ em để 480 nhá. Đóng vào chậu gửi. Hai thân một mầm, một thân già. Đây có khúc hồ điệp, cúc phương này, 600.000 bao ship này, khúc gỗ to lắm này. 600.000 bao ship. Hoàng thảo nghệ tâm này, 200.000 một bảng dớn này, đóng cả bảng dớn gửi này, đây. Hoàng thảo nghệ tâm nhé. Đây. Đây là cái cây phụ nữ hoàng hậu hoa xanh, 380 một chậu, đóng cả chậu gửi. Tiểu điệp rừng ghép dớn là 250.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi này. Đây là cây chu đinh vàng 100.000 khay như này có nhá. Cái cụ này. Hạc đỉnh này. Hạc đỉnh Lai Châu này. Hạc đỉnh Lai Châu là 180.000 một phần nhá. Hạc đỉnh. Còn cây giống thôi. Sang các phần lan hài các nhé. Lan hài em có hài gấm này, 50.000 một phần khoảng 10 chậu như này, nhổ chậu gửi nhé. Hài Vân Lam này 25.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Hài Zaki 40.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Đây là hài Henry 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Coxy 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Vui công cũng 50.000 một phần một chậu như này, nhổ chậu gửi. Hải hồng 40.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Hải cảnh 60.000 một cây, nhổ chậu gửi cây không nhé. Hải mốc hồng 50.000 một phần khoảng 8 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Kim tuyến này 50.000 một chậu như này các bác nhé, nhổ chậu được một cây như này. Hải trần liên 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây. Mốc vàng 60.000 một cây, nhổ chậu gửi này. Vân Bắc này, cây này là 180 này, cái bé này là 150 này. Hetman 80.000 một chậu như này, nhổ chậu gửi. Helen 50.000 một phần khoảng 5 chậu như này, nhổ chậu gửi. Táo 50.000 một phần khoảng 3 cây, nhổ chậu gửi cây. Kim Tây Nguyên 50.000 một phần một khóm như này, nhổ chậu gửi đây. Vệ Lữ 50.000 một phần được 8 chậu như này, nhổ chậu gửi các bác nhá. Hai Vệ Lữ. Khóm Mạc Xuân này, hoa ánh vàng rất đẹp này. Đấy. Khóm Mạc Xuân này thì em để giá là 100.000 các bác nhé. Đổ chậu gửi. Cục đá thấm thủy ghép lan hài Helen này, 500.000 này, cái cục này này. Đấy. Cục hài hương này 380 các bác nhé. Hai thân này, hàng thuần lâu năm rồi. Đấy. Cả đóng cả chậu gửi. Lan hài Helen cái chậu này. Cái chậu hài Helen này thì là 180 này, đóng cả chậu gửi này. Đây. Bộ rễ nó ra rất là khỏe đây. Bên trong này. Trồng hoàn toàn đã thấm thủy tốt lắm. Đến năm thứ 2 thì khỏi phải chê luôn nhé. Cục đá thấm thủy hài Helen này em để giá là 500.000 các bác nhé. Đây. Nó phải lên hết tất cả các lá mới cơ, cái lá rừng cũ dần dần nó bỏ đi cơ. Đấy. Thì là hàng thuần này. Nó lên mầm mới sau lại sum xuê đẹp mà. Chậu địa lan hương cát cát này. 350.000 của chậu gửi các bác nhá. Còn địa bụi địa lan kim biêu ve này là 150 này. À 500.000 nhé, nhổ chậu gửi. Bụi địa lan QVN. Tóc tiên này, tóc tiên đang hoa rất đẹp nhé. Tóc tiên hoa to 200.000 một chậu này. Đóng là chậu gửi này, hàng thuần rồi này. Hoàng yến tím là 180 một chậu này, đóng cái chậu gửi này. Các loại Vanda lâu, Vanda chanh, Vanda uyên ương,
Vanda Glacilic nó có các nhé, Vanda Hải Âu 150.000 một chậu, 60.000 đến 90.000 các bác nhé. Đều đang có ngồng hoa. Sơn Thủy Tiên thì là 250.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Đấy, cái cây xích ngọc nó rất là yếu nhưng mà trồng ở đây thì nó đang lên mầm này, đây, nó gần như nó cụt rễ hết rồi. Xích ngọc trắng đột biến này. Trồng mãi nó cũng phải lên thôi. Ẩm ẩm một chút thì nó sẽ đâm ra dễ hơn các bác ạ. Hải dâu 50.000 một phần các bác nhé. Đấy. Hạc đỉnh này, hạc đỉnh nâu này, đây. Cái chậu này là 1 triệu này, có thể ship xe khách gửi các bác về chơi hoa. Chơi hoa xuân. Kiếm na giáo thì 150.000 một chậu, đóng cả chậu gửi này, ra dễ này, ác lắm rồi. Trồng cái giá thể này nó vừa nhẹ mà nó rất cây, nó rất là ưa luôn, nó ra dễ khỏe. Vỏ là khun, vỏ thông, đá trân châu. Thế nào cũng ra rễ khỏe luôn. Đó, em trồng địa lan tàn bằng cái vỏ là khun, đá trân châu mới vỏ thông đấy các bạn ạ. Đây này. Nó có điều kiện mà ủ cái vỏ lạc là hay nhất. Ủ tươi ấy, ủ bằng lấm Chicoderma thế. Thì tốt hơn, nhưng mà không có thời gian làm nên em đốt vỏ lạc. Cái dạng ủ kia thì nó nhiều chất hơn. Vỏ lạc đốt cũng được thì nó sạch, nhanh sạch. Đây là cây Kim Điệp Xuân này, 90.000 chậu này, đóng ở chậu gửi này. Đấy, hạc vĩ ra ngủ hoa này, đây. Đầy hoa hạc vĩ này. Chậu chồn này em để khúc chồn này em để 180 các bác nhá. 180. Khúc chồn nguyên bài. Long Thu Xuân 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. À, một bảng dớn. Tam Bảo Sắc này, hàng trắng tím Điện Biên này, 150.000 một chậu và đóng ở chậu gửi này. Vì cái chậu từ 3 đến 4 thân này. Chậu hàng thuần rồi các bác nhá. Hạc vĩ 180. Hạc vĩ ra nhiều hồng hoa lắm. Hôm nay em có từng đấy Phần Lan này, các bác có gì ủng hộ em nhé, em sẽ thành cảm ơn ạ.